Sáng nay, trưởng ban dân vận thành ủy Đà Nẵng Lê Văn Trung đến thăm trạm y tế vườn khuyên mỹ quận Ngũ Hành Sơn nhân kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023. Qua báo cáo về tình hình của cơ sở, trưởng ban dân vận thành ủy Lê Văn Trung biểu dương ghi nhận những đóng góp của đội ngũ trạm y tế phường trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, góp phần đảm bảo công tác y tế chung của thành phố. Dịp này, trưởng ban dân vận thành ủy chúc đội ngũ cơ sở mạnh khỏe và phấn đấu trên tinh thần cao nhất của người thầy thuốc chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn, xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển. Trạm trưởng y tế phường khuyên Mỹ cảm ơn lãnh đạo thành phố đến thăm động viên khẳng định đây là nguồn động viên to lớn cho cơ sở trưởng trạm hứa sẽ cùng với đội ngũ y tế cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó đồng thời cho biết trạm y tế đã xuống cấp nặng mong muốn thành phố triển khai xe mới trạm để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân